ra đi bẫy con chi chi, con xe đá để về thuần. Bẫy bằng nhựa này, bê nhựa. Trong này là bộ đồ nghề, thòng bẫy các thứ ở trong này. Phải bỏ sẵn cái này này, bỏ sẵn cái đài ra. Chim đầu dìu nha các bạn ạ. Chim quý hiếm, chim đầu dìu là một loại chim quý hiếm được bảo tồn. Do mình không bẫy loại đấy, mình chỉ bẫy chim sẻ đá để về thuần thôi. Ở đây có trà màu này, chim đầu dìu này. Đấy. Giờ vừa nhìn thấy nó bay ở đây. Nó nhiều chỗ đỗ không, nó cứ cạn, nó đặt cái vào đây. Con này có ở trong xanh đỏ của Việt Nam đấy, sao nó ở đây lại có nhỉ? Đây đúng là chim đầu dìu rồi.
Càng ngày nó càng ăn về gần đây à? Nó không sợ người à? Mình cũng ngồi im đây mình ghi nhé. Nó không biết sợ người. Nó đi nó tìm cái gì nó nhặt. Con này có trong sách đỏ của Việt Nam, một loài động vật được bảo tồn đấy. Cái mà nó làm ở thành phố này, chắc là tổ đây, con này là ông mình, trong này nó non, cái này nó càng đi về gần đây nó không biết sợ, nó chưa phát hiện này, cái giống này nó ngoan nó kém. Đấy, khi nó phản ứng với gì đó thì cái lông ở trên nó xẻ ra. Nó sẵn cái gì nó xẻ này, con này nó non rồi, nó đi nó tìm kiếm sâu bọ này. Càng ngày nó càng đi gần về đây, nó không biết mình sợ. Rất gan, không có mỗi một mình à. Rất chi là đẹp. Con này đúng là con non rồi. Con kia là con to cơ. Để nó kiếm ăn. Đi bàn kia thôi.